Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giải đáp thắc mắc về màu sắc. Chắc hẳn trong số các bạn đang xem video ở đây có rất là nhiều bạn đang băn khoăn, thắc mắc một câu hỏi như thế này. Thế Dung ơi, em thấy một số màu như là màu xanh lá cây, màu tím hay là màu da cam, màu hồng á, nó không có chữ Y đằng sau thì nó có phải là tính từ đối nam không thầy? Đúng rồi, trong sơ cấp chúng ta đã được học 4 tính từ đối Y. Đó là Aoi, Akai, Shiroi và Kuroi, màu đen, phải không nào? Vậy thì những màu sắc còn lại nó có phải là tính từ đôi Y hay là tính từ đôi Na không? Không phải. Những màu sắc còn lại nó là danh từ, mọi người nhớ cho thầy là danh từ, được chưa nào? Trong đó có hai màu, đó là màu vàng. Vàng là gì nhỉ? Kido, được chưa? Và màu nâu, Chairo, được chưa? Thì chúng ta có thể thêm Y đằng sau và nó sẽ biến thành tính từ đôi Y. Và chúng ta có thể sử dụng nó vừa là danh từ, vừa là tính từ đôi Y được. Ok chưa? Hay, có thể nói là Chairo, hoặc là Chairoi, hoặc là Kiro, hoặc là Kiroi. Được chưa nào? Hay, vậy là nó danh từ. Nên là khi mà đứng trước một danh từ khác thì nó sẽ nối lại với nhau bằng trợ từ no các bạn nhé. Ví dụ, cái mũ màu vàng, đó, Kiro no Boshi, được chưa nào? Hay là cái mũ màu nâu, đúng không? Chairo no Boshi, đúng không? Hoặc là nếu mà chúng ta muốn sử dụng nó tính từ đi thì chúng ta thêm y vào thôi. Kiroi Boshi, đúng không? Hay là Chairoi Boshi, được chưa nào? Ngoài ra các màu sắc khác thì nó là danh từ và nó sẽ kết nối bằng một trợ từ no khi mà đứng sau nó là danh từ nhá. Hay, màu xám, Hairo no Boshi, đúng không? Hay màu tím, Murasaki iro no Boshi, được chưa? Midori iro no Boshi, đúng không? Hay Orange iro no Boshi, hay Pink iro no Boshi. Ngoài ra, bốn màu xanh, đỏ, trắng, đen này cũng có thể biến thành danh từ khi mà chúng ta bỏ y đi nhá. Hay, và chúng ta có thể dùng nó như là một danh từ thì chúng ta dùng trợ từ no. Ví dụ, anh ấy đang đội chiếc mũ màu đỏ. Kare wa aka no Boshi o kabutteiru, được chưa? Tuy nhiên có một chút sắc thái ý nghĩa trong những tình huống như sau. Chẳng hạn hai đội chia ra, một đội đội mũ màu đỏ, một đội đội mũ màu xanh. Đội mũ màu đỏ là đội Nhật Bản, đội đội mũ màu xanh là Việt Nam chẳng hạn, đúng không? Thì người ta thường dùng no, được chưa nào? Hay aka no boshi wa Nihon chimu desu, đúng không? Ao no boshi wa Vietnam chimu desu, được chưa nào? Hoặc là trong tình huống này nếu mà dùng no thì nó lại không tự nhiên này, chẳng hạn như là gì? Người đang đội mũ ở đằng kia là thầy Dũng chẳng hạn, đúng không? Hai, asuko ni aka no boshi o kabutteiru hito wa Jun sensei desu. Thì nó lại bất tự nhiên, nên là trong cái tình huống này thì chúng ta phải sử dụng là akai boshi o kabutteiru hito wa Jun sensei desu. Ok chưa, mọi người hiểu chưa? Ôi dồi ôi, cảm ơn thầy nhiều nhá. Em thắc mắc từ trước đến giờ ạ. Các bạn có thắc mắc như vậy không? Ok, vậy thì mình sẽ hỏi một câu hỏi nữa nhá. Thầy ơi, cho em hỏi, người Nhật người ta sử dụng từ pink và orange là từ ngoại lai á. Vậy thì trước khi người ta sử dụng hai từ này thì trong tiếng Nhật có cái từ nào để diễn tả cái màu hồng hay là màu da cam không hả thầy? Đấy, chắc hẳn là các bạn không biết đúng không? Đúng rồi, trước khi người ta sử dụng từ orange iro hay là pink iro á, thì trong tiếng Nhật nó sử dụng màu sắc của hoa quả để diễn tả hai cái màu sắc này, đúng không? Đó là màu hồng thì là quả gì các bạn biết không? Đúng rồi, momo, màu giống quả đào đúng không nào? Màu hồng giống quả đào đúng không? Thì người ta dùng là momo iro. Thế còn màu da cam? Đúng rồi, thì chính là dùng quả cam mọi người ơi. Quả cam trong tiếng Nhật sẽ là daidai. Đấy, nên là màu da cam sẽ là daidai iro. Đấy, ok chưa? Bye bye mọi người nha. Nhớ ấn like và chia sẻ giúp mình nha. Bye bye.